nghịch lý, YG, Mnet cạch mặt nhau, Mino vẫn bê hết cả nhà lên Xiaomi The Money 10. Nếu bạn thích nghe rap nhưng lại quá chán ngán cái cảnh chương trình mình yêu thích suốt ngày bị tố đạo nhái từ ekip sản xuất đến thí sinh, thì hãy thử chuyển sang Xiaomi The Money, chương trình sống còn nổi tiếng của Hàn Quốc, nơi các thí sinh rap xì xa xì xồ nghe không hiểu gì nhưng mà vẫn vô cùng cuốn hút. Và nếu như nhiều anh em đam mê K-pop đã biết, thì từ lâu YG và Mnet vốn chẳng ưa gì nhau, đã vậy còn 5 lần 7 lượt bị gà nhà này diss thẳng thừng. Cứ tưởng cả hai bên sẽ cạch mặt nhau, các nghệ sĩ YG sẽ không xuất hiện tại các chương trình do Mnet sản xuất. Nhưng không, trong chương trình Xiaomi The Money mùa thứ 10 đang lên sóng, con rể Việt Nam Song Mino, huấn luyện viên của chương trình kiêm rapper của nhà YG, đã xóa tan tin đồn cạch mặt khi bê nguyên dàn cả nhà lên hỗ trợ thí sinh. Mới nhất là ông bố trẻ rapper Bobby của Icon, và theo hình ảnh được Mnet tiết lộ thì trong tập bán kết tới đây, hai anh em nhà AKMU và cả cũ YG Lee Hee cũng sẽ góp mặt. Sau khi những thông tin này được đăng tải, không ít người còn đùa vui rằng phải chăng YG đã thầu hết Xiaomi The Money mùa này.